chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Thì như các bạn đã biết thì mùa du lịch đã đến rồi và chúng ta đang rất là đau đầu khi mà phải chọn cho mình cái thiết bị quay khi mà đi du lịch để ghi lại những cái khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Nhưng mà trước đây khi mà đi du lịch thì chúng ta sẽ phải mang theo rất là nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh như là máy ảnh, máy quay, flycam, gimbal rồi là pin, đèn, đóm các thứ. Thì bây giờ đây, gần như là các cái hãng công nghệ đã lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng và họ đã mang chúng ta những cái sản phẩm rất là nhỏ gọn và tiện dụng, có thể chỉ cần bỏ vào túi và mang đi thôi. Ví dụ như là chiếc DJI Osmo Pocket hay là sắp tới đây thì sẽ có chiếc Osmo Action. Nói chung là sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho chúng ta. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái sự lựa chọn có thể nói là vừa nhỏ gọn lại vừa cực kỳ tốt cho ví tiền. Đó là đây, chiếc Moza Mini S, chiếc gimbal cho smartphone có thể nói siêu 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 đỉnh của 2019. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi xem là chiếc gimbal này có gì mà thần thánh như thế nhá. Let's go. Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là hộp của chiếc Moza Mini S này nhỏ hơn rất là nhiều so với cả hộp của chiếc DJI Osmo Mobile hoặc là chiếc Zhiyun Smooth 4. Vậy thì không hiểu là Moza đã làm cái gì với cả cái hộp này mà nó lại bé như thế. Chúng ta cùng xem nào. À đây rồi. Ở đây có nói là foldable design. Tức là cái thiết kế này thì có thể gập lại được. Và chúng ta có thể thấy rằng là nó chỉ bé bằng một nửa của chiếc Osmo Mobile 2 thôi. Bên cạnh đó thì có một số các cái chức năng khác, ví dụ như là option tracking tương tự như là active track ở trên Osmo Mobile vậy, full camera control này, portrait mode. Portrait mode là cái chế độ quay dọc, cái này thì chúng ta tìm hiểu sau, và zoom in zoom out rồi là easy blend. Mặt sau của cái hộp này thì ở đây có nói là trong hộp sẽ bao gồm một chiếc Moza Mini S, một mini tripod, hai sợi cáp, một túi đựng và một quần hướng dẫn sử dụng. Xem nào. À, ở bên dưới này thì có nói là mobile phone is not included. Tức là trong hộp này thì sẽ không kèm theo điện thoại. Không kèm theo điện thoại thì quay bằng cái gì? What? Thôi rồi, không để các bạn phải chờ thêm nữa. Và sau đây tôi sẽ bóc siêu con này và cùng xem cho độ thần thánh của con Moza Mini S này đến đâu nhá. Thời gian gần đây rất là hay được bóc siêu. Cảm giác của phê không tả được. Okay. À đây còn một lớp siêu nữa. Rồi. Tuốt ra. Ok. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái gì đây? Mở ra đi. 2000 years later. Chúng ta sẽ có một túi đựng. Đây. Một túi vải rất là xịn. Và có dây rút ở đây. Sang bên. Tiếp theo là một sợi cáp USB Type-C, có thể dùng để sạc. Một sợi micro USB nữa. Nhưng mà đây là chân 3.5. Có lẽ là khi mà kết nối với điện thoại thì nó sử dụng chuẩn 3.5 này, khá là tiện. Trong đây là một số những cái hướng dẫn sử dụng nhanh. Lại một gói chống ẩm nữa. Một chiếc mini tripod. À, tôi sẽ bóc ra xem nào. Nhìn nó khá là nhỏ nhắn và xinh xắn. Đây. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một chiếc Moza Mini S ở đây. Thiết kế gập lại, công nhận rất là gọn luôn. Ngoài ra thì trong hộp không còn cái gì nữa cả. Để sang bên. Ở bên hông này thì chúng ta sẽ có một cái lẫy khóa này. Đó, chúng ta sẽ kéo lại, kéo nó về và xoay lên. Đó, rời. Rất là xịn luôn. Bắt chân tripod được thế nào. À, cái thiết kế này thì nó dựa theo cái thiết kế của tháp nghiêng pizza. Tức là nó sẽ nằm nghiêng như thế này. Đó. Quay trở lại với cả chiếc hộp giấy lúc đầu thì chúng ta sẽ, trong này thì chúng ta sẽ có một cái tem của Moza. Đó, nhìn rất là ngầu luôn, đỏ đen, để dán lên bất cứ cái gì cũng được. Điện thoại, máy tính, xe máy, ô tô này. Đó. Tiếp theo là một cuốn hướng dẫn sử dụng bằng các thứ tiếng.
Quay trở lại với cả chiếc Moza Mini S của chúng ta thì ở đây nó có thiết kế là phần trên này là nhựa nhám và cũng không bám mồ hôi cũng như là dấu vân tay đó. Cái phần tay cầm khá là dài để chúng ta có thể cầm như thế này. Đằng sau này thì sẽ có một cái nút trigger cho chúng ta này, nó rất là tiện. Tôi rất là thích cái nút trigger này ở trên những cái gimbal. Phần mặt trước của chiếc Moza Mini S này thì chúng ta sẽ vừa có một chiếc joystick ở đây để điều khiển hướng đó, và cũng vừa có các cái phím điều hướng ở đây kiêm các cái nút điều chỉnh luôn, rất là tiện lợi. Đây có thể nói là một sự kết hợp giữa Osmo Mobile và Zizu Smooth 4. Bên dưới này là thanh thông báo trạng thái pin này đó. Bên cạnh chúng ta có một cái nút nguồn, đây là cái mic thu âm và một cổng USB Type-C để cắm sạc. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái nút để zoom in, zoom out cũng như là để focus đó. Dưới này ta lại có một cổng nữa, đây là cổng USB micro USB để có thể cắm vào và điều khiển điện thoại qua cái dây này đây. Và cái dây này là cắm vào điện thoại qua cổng 3.5, cho nên là những anh em nào mà điện thoại nó bị loại bớt cái cổng này thì chúng ta sẽ phải thêm một cái cổng chuyển nữa đó. Phải nói là cầm con này rất là nhẹ, nhẹ hơn những cái con gimbal khác rất là nhiều. Không biết là bằng cách nào đấy mà hãng đã làm cho nó nhìn cũng to không kém gì mà tại sao lại nhẹ như thế nhỉ. Ok, và sau đây thì tôi sẽ thử kết nối chiếc điện thoại của tôi vào đây xem là nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Tôi chỉ dùng iPhone 6 á, cuối bắp á. Nhưng mà liệu là nó có thể mang lại được cái chức năng gì đặc biệt hay không? Ok, rất là dễ cân luôn, lắp lên cái là cân rồi. Không cần phải vặn biết cái gì cả. Ok, và bây giờ tôi sẽ cắm cái cổng kết nối này vào. Đó. Và bật chiếc Moza này lên. Rồi. Siêu đỉnh. Dùng thì thôi rồi luôn, đi bộ điện thoại làm thế thôi, nó rất là tốt. Trigger hoạt động rất tốt. Con này có một điều đặc biệt là chúng ta có thể dùng cam thường của chiếc điện thoại này luôn mà không cần cài thêm cái app nào cả đó, quá là tuyệt vời. Chế độ roll 360 trên trên con máy này. Đây chúng ta sẽ tôi sẽ thử cho anh em. Đây sẽ là như này. Đấy, rồi. Tức là sẽ không run được 360 độ. Khả năng là chỉ được 310 mấy độ thôi. Đến đây là hết rồi này. Quay ngược lại này. 20 đến đây là hết rồi. Và nhấp hai lần trigger này để máy trở lại trạng thái ban đầu. Đấy. Ở đây thì không có chức năng nhấp 3 lần trigger để trở lại chế độ selfie mode. Làm cách nào để cho nó cân bằng trở lại đây? Ok. Rồi. Mai mới tìm ra cách để cho nó trở lại bình thường. Thế là tôi sẽ nhấp 3 lần cái nút M này. Đó, và nó sẽ trở lại các cái chế độ bình thường. Còn lúc nãy là chế độ FPV mode. Đây, cái đèn thông báo trạng thái pin nó sẽ như thế này. Các bạn thấy không? Theo như hãng có nói thì ở một số những cái điện thoại mà có camera góc rộng ấy, thì nó sẽ bị dính một cái phần của trục gimbal này vào trong camera, nhưng mà camera của tôi thì sẽ không. Và cách mà chúng ta fix thì sẽ đẩy lùi điện thoại bên ngoài một chút nữa đó, thế thôi, fix rất là đơn giản. Ngoài ra thì con Moza Mini S này có một cái app của nó tên là Moza Zenny và chúng ta có thể download ở trên CH Play hoặc là App Store, và tôi sẽ để đường link ở phía dưới để cho anh em tiện download đó. Và bây giờ thì tôi sẽ mang con Moza đi ra ngoài và test các cái tính năng của nó cũng như là cách sử dụng để cho anh em có thể dễ dàng tưởng tượng ra hơn. Ok, let's go. Và bây giờ thì tôi đang có mặt ở một cái công viên đằng trước nhà và tôi sẽ quay thử một số các cái clip test trên con Moza Mini S này. Đầu tiên thì tôi sẽ thử cái tính năng Dolly Zoom của nó. Clip tôi đi bộ bình thường. Rồi tôi sẽ thử chạy xem là khả năng chống rung của nó đến đâu. Thank you.
Và con Moza Mini S này hiện đang được phân phối chính hãng tại Tokyo Camera với giá giật mình chỉ 1.850.000 trong một chiếc gimbal điện thoại có quá nhiều tính năng và nhỏ gọn như thế này. Và nếu anh em nào đang phân vân xem là mùa hè này mang gì đi du lịch và kinh phí lại không có quá là dư giả thì đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng là tuyệt vời đấy. Vậy là clip đồng hồ Moza Mini S của tôi đến đây kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho mình có động lực làm thêm video tiếp theo nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.